Quý vị biết không, sống ở trên đời đó, nhiều khi mình hiền mà người ta nói mình ác, nhiều khi mình ác người ta nói mình hiền. Cái mặt tôi về mà nó ác, có ác không? Ai nói ác vậy? Nhìn cái mục rùi vậy thôi chứ không phải ác. Mục rùi rất là thiện tâm. Tết chức sắp tới nơi rồi, mình hiền quá thành ra là cho mướn nhà nó không trả tiền nhà. Bây giờ còn có vài tháng thôi là tới Tết, phải đòi tiền, phải lấy tiền để sắm Tết mới được. Cái thằng này nó ở nhà tôi hơn 6 tháng là không trả một cắt. Nghe cái tên là thấy ghét rồi. Không có thật. Giang. Ghét không? Cha mẹ đặt tên Giang. Thằng Giang đâu rồi? Có nhà không? Giang. Giang. Đứa nào mà la âm sầm vậy bay? Đang ngủ trưa hả? Đứa nào hả mày? Ông chủ đâu biết. Nghe giọng trẻ quá tưởng đứa thanh niên nào. Làm cái gì đó à, sinh viên mình làm thấy tao mà bỏ đi là sao? Đâu nhích nhích lên cho ánh sáng chiếu vào mặt. Ờ à, cũng đúng. Không được đâu, cái này nhiều ánh sáng lắm, mặt bự á. Nè, tại sao mày lì như vậy? Tao đã qua bao nhiêu lần tao hỏi mày tiền nhà đâu mà 6 tháng là mày thiếu, mày không trả là sao? Ông chủ sao ông chủ, mình sống á, sống với nhau trên đời này á, sống về chữ tình. Con nói là con thiếu chứ con có quỵt đâu. Chữ thiếu là nó khác chữ quỵt. Thiếu là sẽ trả dù chưa biết thời gian. Quỵt là không bao giờ trả dù ngắn hay dài. Mày đừng có nhiều chuyện lễ phép mà chưa. Thiếu quỵt giống nhau. Tao đòi mày có bao giờ mà trả đâu. Mày cứ hẹn tháng tới con trả. Nó bị vậy. Tháng sau mày cũng không trả. 6 tháng rồi. Hả? Bây giờ sao? Tại vì ông chủ có một câu luôn hỏi con mặc dù con không bao giờ thích trả lời. Sao mày không trả tiền cho tao? Một ngày đó ông chủ đổi đi, mày phải trả tiền cho tao, thì lúc đó con mới trả được đó. Con hỏi là có quyền trả lời hay không chứ. Thì tao nói nè, mày phải trả tiền cho tao. Muộn rồi. Cái gì của nó không được nha mày. Tiền đâu mà trả, sao ông chủ sống mà sao con người sống. Sống mình đừng nghĩ tới tiền trước mắt. Tại sao? Hiểu không? Sống đừng vì tiền quá. Tiền bạc đối với con không phải là vấn đề à. Cái vấn đề là con không có tiền. Tôi đừng có giỡn mặt hay chưa? Hay chưa? Giỡn mặt là vậy nè, gọi là giỡn mặt, thấy không? Nó là nặng mặt chứ phải giỡn mày. Nặng nào mà hết cái mặt này. Bây giờ sao? Có trả không? Sẽ trả. Ở đây. Dạ. Để tôi kể cho người em một câu chuyện. Dạ, ô kể chuyện cứ kể thoải mái, kể tới mai cũng được, miễn đừng đòi tiền con là vui à. Hồi xưa có một thằng, dạ, nó ở đây nó thiếu tao có 3 tháng tiền nhà thôi, dạ, mà giờ này tao đã tiễn nó đi về nơi xa rồi đó. Ghê không? Dạ, ghê. Mày thấy câu chuyện có ghê không? Câu chuyện thấy không thấy ghê, cái mặt thấy ghê quá. Kệ tao. À, con kể ông chủ nghe câu chuyện luôn. Sao? Hồi xưa mà cách đây 1 năm rưỡi con ở bên quận 6 à. Cũng có một ông chủ nhà. Mà nó không phải là ông chủ mình kêu sang thôi chứ nó nhỏ tuổi hơn con. Ừ. Nó đòi tiền nhà con. Sao? Bữa nay đám vỗ nó nè. Thấy con ghê không? Cũng hơi ghê ghê. Dạ. Thôi ông chủ ơi, mình tắp tết tới nơi rồi mà sao ông chủ cái tiền bạc hoài. Thương ông chủ lắm luôn á. Ông chủ mà không cho con đóng tiền nhà từ đây tới suốt đời là thương dữ luôn á. Nịnh hả? Nịnh đâu. Không có chuyện đó đâu. Mày muốn cái gì? Muốn gì đâu. Ông chủ nghe nói đi thi tiếng hát truyền hình hả? Cái gì? Nghe nói ông chủ đi thi tiếng hát truyền hình hả? Tiếng hát Mãi Xanh được không mày? Tiếng hát Mãi Xanh lẹ hả? Ừ. À, hát hay quá hả? Chủ hát bài nghe trả tiền liền. Hát bài nghe trả tiền liền. Hứa nha mày. Dạ. Hát hay hay, hát bài hay hay trả tiền liền. Vô. Ừ, mày muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được. Sưng sưng rồi đó. Sưng ha. Sưng sưng á. Sao không hát? Hả? Sao không hát? Suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Nó có bài gì chứ? Xuân đã về rồi đó. À, Xuân. Xuân đã đến bên đây. Cha 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 cha. Đến luôn bên kia. Cha 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 cha. Xuân đã đến bên này. Bên này rồi lại sang bên kia. Hỏi trả luôn. từ bên này sang bên kia. Cái nào thua bài nào đó vậy? Tào lao. Ông chủ. Cái gì? Nghe nói ông chủ múa đẹp lắm hả? Cái gì sao mày cứ kiếm chuyện tao hoài vậy? Anh muốn cái gì? Anh rời cậu đây rồi. Là sao? Múa rồi. Múa khỉ rồi đó, xem chủ múa mấy khỉ rồi. Mặt này hợp lắm á. Này, ông chủ làm theo con là giống như là đang cũng đang quay phim á, đô ly nè. Cái tay đi đâu là ông chủ làm cái mặt khỉ tới đó nha. 2, 3. Nghĩ đi, tôi có trả tiền cho cái mặt này không? Mày ra mày. Đủ rồi nha. Vậy cũng có người làm theo. Mày á, coi chừng tao đó. Cha là sao chả sống vì tiền bạc quá ta thiệt. Có người mình sống đâu phải là sống cho kiếp này trọn đời không? Kiếp này chỉ là tạm thời, mình còn một kiếp khác dài nữa. Thì đi ra mày. Tôi bị đuổi ra đường bà vui lắm hả? Không nữa nè. Nha, tôi mà có tiền tôi quay lại tôi đốt nhà ông nha. Lỗi à. Ông già bao nhiêu? Ba con hả con? Sao con vui dữ vậy? Quế thiệt chứ. Đồ đạp ở quăng gì đây trời. Ủa này có ai vậy? Ủa chà, nhìn giống cái đèn thần quá không? Có cái nào cà cà ông thằng đèn xuất hiện không trời? Cà sao ông thằng đèn không xuất hiện mà xuất hiện ông chủ nhà là thấy bà luôn. À hử coi. Kỳ ta. Thui quá. Tắt đi, tắt nào ta mệt rồi. Ông chào con. À, thấy rồi, thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. Ông chào con. Thấy rồi. Thấy bà nội mày hả? Vậy tao chào mày, tao già tao chào mày, mày phải chào lại. Mày cứ thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, làm tao như mắm thúi. Quên, quên. Dạ con chào ông. Ở đây không có siết khỉ được. Con khỉ nó vô trong nhà rồi, ở đây không siết khỉ được nữa. Không, tao đâu có siết khỉ. Tao là thần. Cái gì? Tao là thần. Ông đừng nói tôi ông là thần đèn nha. Không, ông Tinh Kinh người ta thường gọi ông là thần kinh con à. Ông la quá. Ông từ trong cái ấm đó ra tệ nhất là ông phải là thần ấm. Đúng rồi, thần ấm đầu thần mới thần kinh. Thôi đừng có xạo ông ơi. Thời buổi bây giờ thì người ta... Không, tao nói thiệt mà. Thôi đừng có xạo. Tao là thần đó. Đừng có xạo, đừng tao lao đi. Tao lại mày, tao là thần bây mày. Bây giờ tân tiến rồi, thần ở đâu ra? Tao nói tao là thần ở đâu ra? Được. Nếu người không tin tao là thần, gì? Ta sẽ quá phép biến nhà. Thôi, thôi khỏi. Tào lao bắt xế. Biến thành quỷ hả? Không, biến thành quỷ cho mày phá làng phá xóm hả? Chứ tao sẽ biến mày thành một người này mà mày tung tăng cả đời mày vui lắm nè. Cái gì? Tao sẽ biến mày thành 3D. Hồ biến. Sàm đế. Thời buổi bây giờ người ta lên đến cung trăng rồi, người ta đi với thiền lên trên sao hỏa rồi, người ta chuẩn bị đưa thế giới lên trên sao hỏa sống rồi. Ở đâu ra mà biến hành 3D? Ở đâu ra? Phi lý. Cô hai nhập mày rồi đó. Ở đâu ra? Đó, da đó. Cái chữ da của mày là da rồi đó. Trời ơi, con đã bị biến thành 3D rồi. Sao không biến con thành siêu nhân? Trời ơi, khó lắm mày ơi. Trời ơi, chết mẹ con rồi. Mẹ mày chết với mẹ tao còn là vui rồi. Thần ơi cứu con đi thần. Mày gốm quá. Tao nói cho mày nghe nè. Ta biến thành BD tao làm được, nhưng mà biến trở thành người bình thường lại tao không có làm được. Tao chưa có học. Tao học có nửa đường luôn như vậy. Tao không có đủ tiền đóng học phí. Con đi thần. Con làm sao sống được với thân xác này? Con đi tự tử. À, thôi đứng lại, đứng lại. Thôi, tao nói thôi nha mày. Nhanh đi thằng. Biết rồi, để con từ từ tao giận công lực, tao biết này mày thành đàn ông trở lại để mày làm BD, mày sỉ nhục BD chứ làm cái gì. Nhanh đi thằng ơi. Hồ biến. Rồi, thành đàn ông rồi. Đàn ông bà nội mày thành bánh bèo luôn rồi đó. Đó. Tôi thành BD bà vui lắm. Bây giờ con đã tin ông rồi thần ơi. Khỏi cần lại, ta nói cho con biết. Ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi chiếc bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói ra đi. Con muốn lấy hoa hậu. Xin lỗi con, điều này thần làm không được. Mắc nói gì không được? Đâu có con hoa hậu nào nó khùng nó lấy mày. Đậu hoa hậu để lấy đại gia, lấy mày về tới ông nội nữa hả? Kỳ vậy? Ông là thần mà ông nói là hoa hậu phải nghe chứ. Không dẹp đi mẹ, mấy con đó cha mẹ nó nói nó còn không nghe, ở đó tao nói nó nghe mày tào lao ơi. Nói gì kỳ, thần thánh gì xuất hiện ra không giúp đỡ được gì hết trơn rồi trời. Cái gì kỳ vậy? Giờ cái điều đó khó quá, tôi đổi điều khác được không? Đổi đi. Bây giờ tôi không lấy hoa hậu nữa. Tôi muốn nhiều tiền. Đâu mắc mắc gì đâu, nhiều tiền vô. Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Dạ. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn. Nếu con được cái này, con sẽ mất cái kia, con chịu không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì đâu. Cái gì vậy? Không, ý tao ví dụ đó, được cái này mất cái kia. Ví dụ? Ví dụ như là tao cho mày ăn nhiều mày đau bụng nè. Tao bắt mày đi nhiều mày mỏi chân nè. Trời ơi, sợ gì chơi luôn. Vậy phải không? Dạ. Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hồ biến. Ủa thần, nếu mà con được nhiều tiền con có bị gì không? Con bị đơn giản lắm. Mày bị ung thư não thôi. Ung thư não rồi tôi chết làm sao tôi xài tiền? Đừng có nói chuyện, nói chuyện của mày. Mày thích nhiều tiền mà. Cái gì kỳ vậy? Thần thánh thì trước hiện không giúp đỡ gì cho vậy. Tao đáng lý ra mày nghe, đáng lý ra tao giúp mày, nhưng mà mày ngu mà mày lì mà mày ngu nữa, tao không có giúp. Tao giúp cho mấy người nào thông minh siêng năng, còn mày lì mày làm biết mày ngu nữa không giúp mày ơi. Mới nói gì? Mới nói gì? Đứng lại, đứng lại, ông đứng lại. Tao không giúp. Ông đứng lại, ông làm tôi nhét ông vô nè. Đứng lại không tôi nhét ông vô nè. Được rồi tôi sẽ cà tôi nhét ông vô lại. Ông tưởng ông đi được với tôi hả? Tôi cà chỗ khác ông vui vô liền á. Nè tôi cà lên lần nè. Tao biết lên nữa ở đâu là gì đúng không? Nè ông chuẩn bị vô nha, đừng có giận mặt nha. Lên trực tiếp luôn nè. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Ông chạy đâu tôi hóa? Mày kéo ông đi chừng 9 km là quay về liền hà, yên tâm đi. Nè, nè, chỗ này nè, hay lắm nè. Ông chui vô chưa? Chui chưa? Nè. Mày đừng trà nữa, tao hôi quá, tao chịu hết nổi rồi. Cái gì vậy? Hả? Nãy giờ tao rắn tao gồng dữ lắm rồi, mày chưa tắm hả? Hả gì? Mày trà mệt cũng chết rồi. Thôi kệ tao đi. Tại sao vậy? Thần thánh thì xuất hiện không giúp đỡ rồi. Tại tao thấy mày ngu quá, tao không có giúp. Ông nói gì? Ông nói gì? Tôi ngu hả? Đúng. Xin lỗi nghe, cỡ ông là bích cửa. Dám thử trí thông minh không? Chơi mày. Nếu thua là ông phải giúp tôi nha. Bao nhiêu gì tôi muốn cũng được hết nha. Nếu tao thua mày, cái gì tao cũng chịu. Ông nói ông thông minh hả? Đúng. Vậy tôi hỏi ông nè, đối với một ông thần thì 1000 năm là bao lâu? Đối với tao 1000 năm chỉ là 1 giây thôi. 1000 đô là bao nhiêu? 1000 đô chỉ là 1 xu thôi. Cho tôi 1 xu. Chờ tao 1 giây. Là sao? 1000 năm đó. Ồ, xin lỗi mày. Mày lừa tao hả? Cỡ mày đó tao không muốn đẻ chứ, tao đẻ tao vô từ vũ tao thở 2 hơi là lòi ra 10 đứa nha mày. Lại đi thở mà ra 10 đứa. Ông xạo à. Ông thở sao ra 10 đứa? Ra 10 đứa hả? Vậy thôi đó, mày mà đi lừa tao. Nè, cái câu vừa rồi là ông biết trước rồi, ông hên thôi. Đây nè, để tôi đố một câu nữa là đứng hình nè. Đố đi. Nghe cho kỹ nè. Nghe. Có một con cọp bị xích vậy, xích dài 30 mét. Nhưng cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mương mướt. Làm sao nó ăn bụi cỏ mà không cần bứt sợi dây xích? Làm sao ăn được bụi cỏ không cần bứt dây xích? Để bụi cỏ nó chồng này ăn đó. Không bởi vì tôi ăn. Thì đố con đố ngu như con bò. Gì cũng vậy. Con cọp nó đâu ăn cỏ, nó bứt dây chị mày. Để mày đó nó bứt dây à. Để bụi cỏ bứt dây chi? Cọp ăn gì? Cọp ăn gì mà không ăn cỏ? Cọp nó ăn thịt. Con cọp nó ăn cục thịt. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Bây giờ tôi đố một câu nữa là ông điển hình. Nghe cho kỹ nha. Nghe tôi hát bài này đúng chỗ nào sai chỗ nào nè. Hát đi. Dưới nắng trưa lum linh, chiều canh hồng khoe sắc thắm. Tao cấm mày hát bài này. Cấm gì? Mày hát bài này á, mày sẽ làm cho trẻ em nó hư hết. Hư gì? Nó hư về ngữ pháp. Ngữ pháp gì? Mày chưa có ai mà thấy đi học mà đánh dần eo em mà khoe sắc thắm chứ sao? Eo em là khoe sắc khé. Rồi sao hát? Rồi câu hát đó mày muốn hát đúng mày phải hát là dưới ánh nắng sương long lanh, chiều canh hồng mà khoe sắc khoe. Đó. Khoe mà khoe sắc thắm. Tào lao. Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi. Bây giờ mày mới xui nè. Xui gì? Ta đi nha. Ê đứng lại, đứng lại. Ông chưa giúp tôi mà sao ông bỏ đi vậy? Em chơi gì kỳ cục vậy? Thôi được. Tao là thần thánh, tao đã có lời hứa như vậy rồi. Ta sẽ cho nhà ngươi một cơ hội. Ta đố nhà ngươi trả lời. Nếu ngươi trả lời được ta sẽ giúp. Còn nếu không thì thôi nha. Ông đố chứ hả? Ừ. Xin lỗi nha. Bích cửa đố đi. Nãy giờ nó thấy nó bích 3-4 lần cửa rồi đó. Nghe đây. Nghe. Đố con có 4 nước nhưng không bao giờ có trên bản đồ, nhưng ai cũng muốn tới, ai cũng thích nước đó. Quá đơn giản. Afghanistan sai, Bulusan sai, Palestine gì đó sai, ở châu Phi á sai, cái nước gì? Coro chuột bích. Không biết Coro chuột bích là 4 nước gì? Ai cũng thích đó nha, ai cũng thích đó. Bà chắc quýnh bài dữ lắm nè. Cái câu này là ông hên thôi. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời là đứng hình nha. Nghe đây. Nghe. Đố mày, mày học toán giỏi không? Chùm. Nghe đây. 5 chia cho 3 bằng mấy? 5 chia 3 là một mấy à? Một mấy à? Rồi số lẻ, số lẻ. Một mấy là một mấy. Một sáu mấy, một sáu mấy. Số lẻ. Không bao giờ chia được. Tào lao. Đố bậy rồi cưng ơi. Mày với tào lao á. Gì? 5 chia 2 được không? 5 chia 3 được không? 5 chia 3 được nhưng mà ra một mấy à. Làm gì có số chẵn. Ông muốn chia thành mấy? Chia 3 thành mấy? 5 chia 3 được 2. Cái gì? 5 chia 3 được mấy? Được 2. Cái gì? 5 chia 3 được 2. Sao ông làm tôi dối não quá, từ từ coi. Từ từ coi. 3 3 1 3. Đúng hay sai? 3 2 6. Đúng hay sai? 5 chia 3 được 2. 5 chia 3 được 2 là sai. Vậy mà mày đúng á. 5 chia 3 được 2 là sai là mày đúng rồi. Ủa là sao? Nói chung là chỉ không được, đó vậy thôi. Vậy mà nãy giờ không chịu trả lời, chờ tao bấm ra mới trả lời hả mày? Câu này không tính. Ông hên thôi. Câu này nghe đây. Câu cuối cùng. Đố mày trong một gia đình kia có 4 người con, người ta lần lượt đặt tên con là Xuân Hạ Thu Đông. Xuân Hạ Thu Đông rồi sao? Bây giờ Xuân Hạ Thu, vậy đứa cuối cùng nó tên là gì? Mới bị hố. Xuân Hạ Thu rồi sẽ tới Đông. Sai. Nó tên Tiền. Mắc mơ tên Tiền. Con người ta đặt mắc mơ tên mày. Tao nói con người kia chứ tao có nói con nhà mày không? Con người ta đặt muốn đặt người ta là Xuân Hà là phải tới, Xuân Hạ Thu là phải tới Đông, tự nhiên Xuân Hạ gì? Xuân Hạ Thu Đông mới đúng. Mày sống không có thực tế, tao sống thực tế. Xuân Hạ là phải thu tiền. Con không thôi, 2 mùa kia ăn ở không lấy gì sống. Ông hên thôi. Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi. Đứng lại, đứng lại. Ông có giúp tôi chứ? Bỏ tôi đi được. Ê, đừng. Mày kéo xuống cái tao quỳ tao lại nhiêu đây người. Đừng. Được rồi, để tao giúp. Bà kia bà chờ. Quần lên kìa. Chờ mày cũng không thể nào đãi mà miễn phí như vậy được. Người đây ói ai hốt. Không hả? Nghe đây. Bây giờ tao nói cho mày nghe. Dạ. Ta sẽ đưa cho nhà ngươi một số tiền. Dạ. Nhưng ta sẽ đưa bằng tiền mặt. Hả? Nhưng mà không có ở đây. Ta sẽ chỉ chỗ nhà người tới lấy được không? Dạ. Nhớ nghe. Dạ. Tới lấy giùm tao. Dạ. Sợ tao đưa tiền mặt mấy ông thần khác cũng dị nghị. Dạ. Đó, đi theo tao. Dạ. Nhanh lên. Đi theo tao nè. Đi sau lưng hả? Này con. Dạ. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Ồ, cái này ở trong nhà mà. Đâu phải ngoài trời đâu. Đào lao. Lộn mày lấy cả lộn. Để thời gian không có mà. Cái lộn để... Mày gấp chứ tao đâu có gấp. Nhanh nhanh đi, sao ông cứ kỳ quá. Này con. Dạ. Con hãy nhìn lên chứ. Ồ đèn quá trời đèn ở đây. Dạ dạ. Dạ nó bị săn đàn. Này chấm lại chấm đi. Để từ từ. Ấy mình tới tiền trong tao động điện này cọ kia đúng. Nhanh nhanh nhanh. Mình nín ra. Mày xin tiền tao bộ tao xin tiền mày à? Mày chửi tao như thú vậy. Nè em từ từ. Tao đi à. Đi nè. Đi cho được đi. Sao? Đau cho mày. Nó không có gì hết trơn vậy. Có cha mẹ tao đẻ tao ra có cái bánh chè không à. Trời. Này con. Con hãy nhìn lên trên bầu trời. Dạ. Rồi nhìn xuống dưới đất. Mình đi tìm cái địa chỉ mà. Địa chỉ đâu không? Đâu tìm cái thiên chỉ đó mà nhìn trên trời. Ở đâu vậy? Địa chỉ ở đâu con? Ở đâu? Ở đâu nè? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu vậy? Ở đây nè. Thằng Hà. Địa chỉ đó. Ông rảnh quá hả? Sao? Thôi địa chỉ ông nói đi mẹ con đi làm tôi đi theo. Nãy giờ thở thấy bà nội luôn hả? Nãy giờ mày đi theo đằng sau tao hả? Thở nãy giờ. Bà nội mày hèn gì nghe cái mông nóng hổi à. Con người thở gì như cái bô xe vậy. Ai biết đâu, nãy giờ không biết sao. Thở muốn quéo hết trơn à. Nãy giờ nín thở luôn, gần chết luôn. Đó. Địa chỉ đó. Ta đã sắp có kho báo. Ta sẽ trở thành đại gia. Ở đâu vậy? À, trung tâm giới thiệu việc làm. Ủa là sao? Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền cho mày. Ủa ông thần gì kỳ vậy? Ông phải đưa tiền mặt cho tôi chứ. Không có đưa được, sợ mấy thần khác dị nghị. Thôi mọi chuyện nó xong rồi. Ta đi. Thôi ở lại đây. Thôi tiền. Không có được. Đây. Ủa sao màu xanh đục chuối hả? Tôi đập mày à. Ở tiền ở đây đây. Thôi mọi chuyện nó xong rồi. Ta đi đây. Biến là mày biến đó. Chết mãi rồi. Nè. Tại sao tao đuổi mày quăng đồ tao tới đây rồi ha? Mày ngồi ở đây. Ha? Mày không biết đi. Cái gì? Cái gì? Chửi gì? Ông có trẻ chửi tôi từ giờ tới sáng thoải mái. Ông mạt sát tôi bao nhiêu cũng được. Đừng bao giờ chửi người ấy. Tại sao? Ông không phải là người thường. Thần. Thần gì? Thần kinh. Ông mà chửi một cái ông biết cháu là ông thành bê đê. Thiệt không mày? Thiệt, qua thử đi, ông biến cái liền. Thử đi. Ê, tao cũng chưa tin. Làm gì thời buổi bây giờ có thần hả? Lúc đầu tôi cũng không tin mà tôi bị biến thiệt. Nè, nhìn đi, nhìn cái trán ông á. Giữa hai chân mày thấy không? Sao? Đó chính là thiên ấn. Chỉ có những người trên thiên đình mới có thiên ấn. Thấy không? Thiên ấn ông nội mày. Cái này hôm qua tao đi nhậu xỉn rồi tao đập đầu vô tường với thiên ấn gì mày. Trời ơi. Trời ơi. Ông này mà kêu thần đó hả? Mày biết ổng lại không? Đi đâu vậy? Đâu. Vô đây. Đi vô đây. Đi đâu? Vô đây. Đừng có bất kính. Buông tay ra, đừng bất kính. Mày im đi. Ông này tao còn biết ổng rõ hơn mày nữa. Hả? Quen hả? Ổng ở cạnh phòng của mày đó. Mày thiếu 6 tháng cho ổng thiếu tao 1 năm trời rồi đó. Tiền nhà sao không trả mà trốn chui trốn nhủi vậy? Có tiền. Bà nội cha. Bước ra đây, bước ra đây. Ông không có tiền ông trả thì ông ra đây em nói chuyện bình thường. Tụi ông trốn chứ mắc mớ gì vậy? Mắc mớ gì em giả thần thánh chi vậy? Không phải, tao phải giả giống vậy nè. Tao mới dụ được mày đi làm. Tại đáng lý giờ tao nghĩ rồi. Bây giờ mình có tiền bạc mà chất đóng rồi nữa mình ăn ở không nó cũng hết. Hiểu không? Mình phải đi làm. Mình làm mình phải lao động. Mình làm bằng sức lao động của mình á. Thì nó mới có cuộc sống được. Hiểu không? Đừng có dài dòng văn tự gì hết. Bây giờ hai người chừng nào trả tiền cho tôi. Được rồi để con tính cho. Bây giờ nè, để tao xin ổng năn nỉ ổng. Bây giờ vậy nè. Cho tôi một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ trả. Bao lâu? Bữa nay mấy rồi? 18 17 17 ở dưới hả? Mười mấy không nhớ nữa. Bao nhiêu? Mười á. Bữa nay 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 rồi. Ông cho tôi thời gian ngắn là 24 tháng nữa thôi. Cái gì? Không phải cho tôi hả? 24 ngày. 24 ngày đi làm xong lãnh lương trả. Nghe. Nhớ đó nha. Lần này lần chót tôi không muốn cái tình trạng xảy ra nữa. Tôi mệt lắm hiểu không? Mặt ông này ông căng quá vậy mày. Cái gì? Nó nhẹ thôi. Nhỏ thôi. Rớt cái hộp đó ra. Cái hộp đừng sao rớt rồi mày. Không, bây giờ cái dạng này là xuống giá rồi nha. Ủa dạng gì? Cái gì? Ra ngoài Lê Hồng Phong xuống giá hết rồi. Ủa gì vậy? Mấy con chó mặt xệ đó. Hai người dân lại cho tôi hả? Không, không, không. Nhớ đó. Thôi biết rồi, để trả tiền. Này còn bây giờ tao với mày đi làm. Ủa? Để kiếm tiền trả cho ổng. Biết làm gì giờ? Trời ơi, tao là thần mà, đi theo tao. Thấy chưa, thấy chưa? Không tin thần sẽ bị trời phạt. Ờ, vậy nha, đi nha. Hô, tiếng. Đi bộ đi qua xin việc làm mà. Tào lao. Trời ơi. Đi nhanh lên. Nhớ đi chưa? Thôi đi vô lẹ. Vô chết ngựa, vô chết ngựa. Chết ngựa gì? Đi kìa. Chị hết nói rồi. Ráng lên cưng ơi, chút xíu ra liền nè. Ra liền nè. Bây giờ chế nói cho cưng nghe, cưng ra ngay tiệm vàng, cưng quánh cho chế một cái dây chuyền. Đeo cái này lên như người ta đeo nanh cọp đó, trời đất ơi, quý lắm đó cưng. Trời ơi, ôi cái khoén của tôi đó hả? Đó. Thấy chưa? Ôi đất ơi. Tao nói tao đi ngang tao thấy cái gì sưng sưng lên là tao rất là khó chịu. Tao nói đưa đây tao móc cho là thấy giờ thấy sung sướng không? Ra cái thấy sung sướng không? Lần đầu tiên mới thấy mà có đường cục tao nó ra cái mà muốn thăng hoa luôn á. Cái gì vậy? Dũa móng. Mày dũa móng hay mà nãy sầu riêng mà thấy cái cây đó. Trời đất ơi, với cái khỏe đó thì cái móng đó phải dũa bằng cái này. Em chân lên. Không có đâu. Tôi không muốn chơi sớm. Đừng, đừng, đừng. Quyên. Ngồi yên nghe chưa? Trời đất ơi, chế còn làm nhiều cái hay lắm. Lột da mặt. Thôi cảm ơn. Kẹo 502 quất lên một phát, lột một cái bạc da non nó kéo lại cái mặt nó đỏ hồng như mông con nít, dễ thương lắm. Trời ơi, tôi không có nhu cầu thay da đổi thịt, tôi không phải là cóc hay là rắn mà nội. Đó là cái lý do vì sao chị muốn nói chuyện với cưng á. Thay da đổi thịt, đổi đời đi. Tôi muốn làm ca sĩ. Muốn làm ca sĩ hả? Tôi hát bài tôi không nổi mà, kỳ ghê, hát quá trời hát thì không nổi là không nổi. Sao kỳ đây? Cưng biết làm sao cưng không nổi không? Sao vậy? Cưng không có màu. Cái này màu lắm mà, cái này màu dữ lắm á. Chế nói màu ở đây á là cưng phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Nó là mưu trí á, biết chưa? Giờ làm sao? Thiệt sự nhìn cưng có tố chất lắm á. Đúng rồi, tôi biết mà. Trời ơi, cái mặt này là mau nổi lắm, nhìn rồi. Nếu mà nói theo cái gọi là cái phong thủy cái khuôn mặt của cưng á nha. Đúng rồi, đúng rồi. Cái phong thủy này á nha, nhìn vô á. Cái mặt sao, cái mặt sao? Nó giống như chữ nho á cưng. Cái mặt sao, cái mặt sao? Chữ ngu. Dễ nổi lắm đó. Ủa sao ngu mà nổi tiếng được ta? Thì mấy ngu nó mới nghe lời chế, mà nghe lời chế là nổi à. Ê bây giờ chế làm sao chế giúp em nổi đi chứ, giờ em hát quá em không nổi. Giờ có cái cách nào không chứ? Em thấy bây giờ tụi trên mạng bây giờ nó làm nhiều trò hay quá mà nó bị chửi quá mà nó vẫn nổi hơn em. Cưng phải nhìn vào tụi nó như con Vanilla Bảo Bảo. Cái con gì? Con Vanilla Bảo Bảo. Mà sao cái con đó là cái con gì mà không nghe? Nó là ai vậy? Nó đi lên là từ một cái con hát đám ma. Mày thấy tới đó, mày thấy nó thông minh ghê gớm không? Ừ, hát đám ma mà thành ca sĩ nổi tiếng. Riêng cái việc nó chọn nó đi hát đám ma là chưa thấy nó quá thông minh. Quá rồi. Thông minh rồi. Đi vô sân khấu người ta không thích, người ta chọi đá. Đúng rồi. Hát ở đây người ta nằm yên à. Đúng rồi. Hát giữa chừng không ai đứng lên bỏ về hết. Đúng rồi, mà bảo đảm vừa hát vừa có mùi nhang khói, mùi bánh kẹo nó tới. Không cần hiệu ứng sân khấu đó, nó nhang khói mù trời. Hay vậy em chịu em hát đám ma nha. Mày làm sao mày hát đám ma được? Bây giờ là mày phải đi qua cái bước đầu tiên đó. Mày phải có chiêu trò. Bây giờ làm sao? Cưng phải hẹn gặp cho bằng được con Vanilla Bảo Bảo. Để làm cái gì chứ? Cưng phải tạo lên một cặp đôi hoàn hảo. Nó đang có gió lớn, mình nương theo gió, mình nổi theo luôn. Có nghĩa là tạo xì căng đan. Chứ đi theo cưng, chứ làm manager của cưng. Hay quá chứ ơi, chứ sẽ làm manager của em hả? Manager là cái gì vậy? Trời ơi, tao biết mày ngu mà tao không nghĩ là mày ngu tới như vậy nha. Ủa vậy hả? Manager là quản lý. Quản lý của em? Chế quản lý cho cưng. Chế sẽ là mẹ của em, chế lo lắng cho em. Chế lo cho cưng từng chút một. Hay quá, vậy thì bây giờ bước đầu tiên mình phải làm gì hả chế? Hẹn gặp Vanilla Bảo Bảo. Rồi, lên đi chế. Xe này đời Thanh hay đời Nguyễn gì cưng? Dạ đời Đường chế. đó. Trời ơi, cái nệm xe, đội thất xe cũng lung lay quá rồi. Khổ ghê, vậy ta trang trí nội thất mà cũng gán đá cho phá hủy tài sản của người ta hả? Được không chế? Rồi, chế đáng chế ngồi cho kỹ nghe không? Rồi, đây, đây, đây. Chế giữ em chứ. Nữa? Lát nữa nó bay dụng cụ tài sản đó của em. Rồi, sự nghiệp cưng trong này, sự nghiệp chế đây rồi. Cố gắng lên nha. Đi, đi. Lên đường. Lên đường. Bảo Bảo hả? Bảo nè. Tới chưa? Tới đâu ba? Trời ơi, tôi Super Soi nè. Super Soi là thằng khùng nào má. Trời đất ơi, Âu Dương Super Soi, cái người mà kêu bà ra làm scandal này bà ra bà công chuyện này bà, tôi hẹn bà là bà đau đâu rồi? Super Soi hả? Bà Bảo nghe nè. Bà đâu rồi bà Bảo? Bà Bảo đang tới, đang tới. Sao cái giọng bà sai ke dữ vậy? Trời, giọng này đâu phải sai ke, giọng này là tối hôm qua cái đám ma nó phá quá. Hát banh giọng luôn, giờ khan tiếng rồi. Mà tới chưa? Thì bây giờ sắp tới rồi nè. Nói nhiều quá mất thời gian, cướp máy đi rồi bà Bảo tới liền. Trời ơi, gì mà hối hoài à. Mệt ghê. Con này nó chưa thành ngôi sao mà giờ dây thun dễ sợ. Tao đành bỏ anh đi bao ngày ăn bên nhau, ta tắm mưa cùng nhau bắt dê. Anh thích ăn khoai mì, còn mình anh thích ăn khoai từ. Bà đâu rồi Bảo Bảo? Bảo Bảo nghe nè. Bà tới đâu rồi? Bảo Bảo đang ở trên giường. Trời đất ơi, hồi nãy mà nói bà ra khỏi nhà rồi, bây giờ bà đang ở trên giường làm sao? Không phải, đang ở trên giường xếp mền. Hoa lạnh quá, bà đi đâu mà lên xếp mền? Trời ơi, hồi nãy là ở trên đường, đi được nửa đường rồi, cái sực nhớ chưa xếp mền, quay về xếp mền ở trên giường. Bà Bảo là người ngăn nắp mà. Bà lạnh quá. Bây giờ bà làm con quan trội vũ, tôi đang đợi bà mà từ nãy giờ bà xếp mền đó mà nói. Tới lẹ lên. Rồi, bà Bảo tới liền. Gọi nữa kìa. Trời, nó chưa tới nữa hả trời? Sao đành bỏ anh đi bao ngày ăn bên nhau, ta tắm mưa cùng nhau bắt dê. Anh thích ăn khoai mì, còn mình anh thích ăn khoai từ. Em đổ anh ăn khoai nuốt mà không nhai. Trời ơi, hèn chi nãy giờ nó giật ngứa muốn chết à. Làm lâu sao mà vô tới chậu vậy bà nội? Hello. Bà đâu rồi bà Bảo? Đang chạy trên đường, sắp tới rồi. Bà đừng có xạo, bà ra đường sao tôi không nghe tiếng gió gì đang vậy? Hồi nãy trời đứng gió, bây giờ trời mới có gió. Thấy chưa, gió mạnh không? Rồi tiếng xe đâu? Pin pin pin. Thấy chưa, dừng lại nói chuyện điện thoại người ta bớt kèm kìa. Cái gì vậy? Công an hỏi. Bà tới. Bây giờ để năn nỉ mấy anh công an xong tới liền nè. Công an hỏi. Chắc là lâu lắm. Trời ơi, cái con này nó không tới thiệt, nó giỡn mặt với mình hay sao trời. Ôi ôi. Sao đành bỏ Trời ơi, đang năn nỉ mấy anh công an mà. Trời đất ơi, tôi dám tắt máy luôn hả trời? Trời ơi. Sao đành bỏ anh đi, bao ngày tháng bên nhau, ta tắm mưa cùng nhau. Con nghĩ gì lì quá, công an bắt mà gọi hoài. Bị tịch thu điện thoại luôn rồi. Mày tao không tin tao kiếm không được mày. Trời ơi má ơi, công an bắt mà còn gọi được nữa hả? Alo má hả? Có cái con quỷ nào mà đã bán súp với bán xôi á, nó gọi lại kiếm bà Bảo, nói bà Bảo không có ở nhà nha. Tao là má mày nè Bảo Bảo. Mày giỡn mặt với tao hả? Tao hỏi mày bây giờ mày tới chưa? Mày chịu tới chưa? Mày đâu rồi? Tới rồi, còn một cái ngã tư nữa là tới liền nè. Ô vậy hả? Còn một ngã tư nữa là mày tới rồi hả? Ủa vậy sao mày bắt được điện thoại bàn nhà mày? Alo. Alo. Ừ, bà Bảo tới rồi nè. Mày hả Bảo Bảo? Mày tới chưa? Tới rồi. Công viên Hoàng Văn Thụ đúng chưa? Mày đang công viên Hoàng Thụ gần sân bay đúng chưa? Ờ. Đúng không Bảo Bảo? Đúng rồi. Đúng rồi phải không? Trời ơi tao mừng quá, cuối cùng mày tới rồi. Rồi đợi tao chút xíu đi, tao đang uống cà phê ở Vũng Tàu. Giờ 3 tiếng nữa tao lên nha. Hả? Mày xạo hả mượn? Mày tưởng có một mình mày biết giờ dây thun hả? Tới rồi Bảo Bảo đẹp không? Super soi đẹp không? Danh bất hư truyền nha. Trời ơi công nhận khoan à. Đứng dậy quen vòng coi. Trời ơi trời ơi, công nhận đi Thương nha. Trời ơi, năm 2010 mấy rồi mà còn bận quần ống le hả trời? Mùa đen mà. Này trời là... kết hợp không đâu vô đâu hết trơn á. Quần ống le mà áo sơ mi sọc. Nhưng mà Bảo Bảo rồi lần đầu tiên thấy trời ơi, làm như là bì đê phải không? Ai nói bì đê? Hả? Tao ăn gái thiệt đó bà nội. À vậy hả? Im đi, nghĩ sao vậy? Hả? Một cái tấm thân ngọc ngà như vậy nè mà bắt người ta phơi nắng phơi sương, ngồi giữa thanh thiên bạch nhật, trường mặt nó giữa chốn đông người như thế này, người ta để ý dòm ngó tới Bảo Bảo rồi sao? Ê, cái quán này nó ế có hai mình tôi với bà thôi mà, nguyên cái quán không có con người nào hết trơn á. Tại bà nãy có người á mà 5 tiếng đồng hồ ta đi rồi. Tao nói thiệt nha, tao nói phải tôi khen sao lần đầu tiên tôi gặp bà tôi mê bà quá. Phải không? Đúng là Tranh bất hư truyền. Ông giận tôi móc khóe nó giới thiệu đúng người ghê thôi. Phải không? Đúng thiệt, tôi chưa thấy cô nào mà xấu hơn bà đó. Rồi tôi nói tôi không phải chê bà nha, không phải là chê, tôi nói thiệt nha. Rồi bà xấu xúc phạm người nhìn phải không? Bà xấu lây người kế bên luôn. Bà xấu mà giống như là coi là bà xấu mà nó làm ô nhiễm thị giác ta luôn á. Thiệt, nhìn bà giống như cái con gì á, cái con bulldog á, cái con chó mặt cọp á biết không? Cái con chó mà anh để hai cái họng nó xả xuống rồi nó đi cái nước miếng nó chảy lùm la đó. Rồi tôi nói thiệt, khốn nạn. Hả? Đi tiện. Gì? Hả lưu, bỉ ổi, vô sĩ, nữa đi. Mang trá. Ơi. Nghĩ sao vậy? Hắn nghĩ sao cái nhan sắc này mà nói người ta vậy à hả? Ông nghe nói bà làm đủ một chuyện, không có chuyện gì bà không dám làm mà lên trên báo rồi bà chửi hết nghệ sĩ này, nghệ sĩ nọ, ai cũng chen miệng vô bà chửi vậy. Thì đó, cái nào mình thấy mình không có hợp nhãn, hợp cái lỗ nhĩ mình thì mình nói thôi. Rồi coi như là trên trang mấy cái trang mà cộng đồng mà phim clip rồi bà tự quay hình mà post mà bận đồ biến thái mà lên mà múa cột mà làm cái ghê đúng không? Cái gì cũng làm hết rồi. Rồi mình trên tất cả những cái trang báo mà lá cải, lá me, lá mít thì bà lên trên rồi phải không? Mình phải lấn thân vô thôi chứ làm sao bây giờ. Mình không có ngoi ngót vô được cái lá sen lá súng thì mình phải kiếm cái lá mơ lá mướp hoặc là lá thúi địch mình vô. Bây giờ tụi mình làm gì để dính với nhau để nổi tiếng chứ giờ tôi cũng bán keo kéo mấy chục năm mà tôi hát hoài mà không có nổi. Bây giờ kết hợp đi chứ tôi khoái bà quá rồi đó, tôi mê bà quá rồi đó còn Bảo Bảo. Oh wow, ý kiến hay quá. Ý là bây giờ muốn kết hợp với Bảo Bảo phải không? Kết hợp bây giờ tôi nói nghe nè, tại vì bà nhiều chiêu trò, bây giờ tôi hoặc kết hợp lại mình mới bơm lên, mình mới nổi tiếng được, bà hiểu không? Đúng rồi ha. Bây giờ bà làm sao đi, tôi thích chứ, tại vì tôi thích tham gia vô cái xô bịch, bà giúp tôi đi. Ngu. Thế sao chửi tôi ngu? Mới nói gì? Stupid là ngu đó. Đâu có. Tôi nói tiếng Anh á, cái stupid á là cái giới nghệ sĩ gì đó kêu là... Trời ơi bà tầm bậy tầm bạ không biết. Cái gì? Muốn vô cái giới này người ta phải gọi là cái giới showbiz. Showbiz à. Trời đất ơi, người ta phải đá cái chữ lên, vuốt lên. Showbiz. Showbiz. Cũng rỉ xuống cho được nữa hà. Cái gu tôi nó thích xuống mà ơi, chứ tôi không có móc lên được với bà. Bây giờ vậy đi, quan trọng nhất là đó giờ á, Bảo cũng làm đủ thứ trên mạng rồi, thiếu điều mà muốn lột ra nhảy cà tưng trời. Thôi nha, mà thôi chưa nổi được đó. Thôi nha, bà đừng có xuống tôi múa cột nha. Múa cột ăn nhầm gì, cùng lắm bị cấm diễn thôi. Không diễn đâu. Hả? Trời ơi, tôi chưa diễn được nữa mà cấm tôi diễn nữa tôi chết tôi luôn à. Bây giờ cho tôi cái cách đi đi. Bà Bảo đã có cách rồi. Sao? Nở một nhọt hả má? Bà làm gì mà bà nhúc nhích hoài vậy? Đang suy nghĩ. Bảo đã có cách rồi. Tụi mình sẽ thực hiện theo phương châm 3S: sang, sách và sốc. Ý là nói hai tụi mình sẽ làm scandal, yêu nhau. Gan yêu nhau à, tôi với bà yêu nhau hả? Dạ cái này gây sốc rồi nha. Bây giờ hai đứa mình yêu nhau, Bảo Chí sẽ tập trung vào chúng ta. Lúc đó Bảo Chí sẽ đập vô mặt chúng ta. Chúng ta sẽ có show. Bảo Chí sẽ đập vô mặt bà. Tất cả mọi người sẽ đập vô mặt bà. Dư luận sẽ đập vô mặt bà. Tao đập vô mặt mày. Mày đừng có lợi dụng cái niềm vui rồi mày tán tao nãy giờ không thương tiếc nghe chưa. Vậy chúng ta sẽ quyết định vậy nha. Như vậy là chúng ta sẽ yêu nhau. Yeah. Trời ơi. Trời ơi hãy qua. Trời ơi Bảo ơi đến hoài má ơi. Cái gì? Đâu cái gì mà cái phòng bụi quá. Trời ơi, bụi đâu mà bụi. Trời ơi, quỷ mất vệ sinh nó sợ luôn, hết xì tùm lum, người ta cạo lông chân chứ bụi đâu. Trời đất, cái con biến thái, trời đất ơi. Trời đất ơi, nó cạo lông chân mà nó xịt lông đầy trong mặt mình, thèn gì nãy giờ tôi nghĩ mũi. Trời đất ơi, mình là ăn gán lứa, mình phải kỹ lưỡng cái vụ đó chứ. Ở vô, con mẹ ở vô. Trời ơi, thứ ăn lông ở lỗ. Gì ăn lông ở lỗ? Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi nghe là cái con quỷ Tư Móc Khóe là cái sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đi cặp bồ với bà, thấy không? Bây giờ cậu xì căng đan, thấy không? Đó bây giờ đó, ế cũng là ế. Nguyên một tháng trời ngồi không ở nhà như hai con chó già ngồi chật xương như nè, thấy không? Đó, nhìn đi. Trời đất ơi quen. Đồ qua ở chung, trời đất ơi cho tao qua ở một cái nhà tao nó nhỏ mà tao nói con quỷ này nó ở vô, trời nó ở vô mà thì tao chải thay. Ngày nào mà nó không cạo lông chân làm gì nó ăn không ngon mà cái nhà nó chịu nó thúi như cái chuồng trâu thiệt thôi. Ê, giờ tôi thích gì đó được không? Chịu không? Bà đừng làm mặt tủ tin trước mặt tôi ói bà hiểu không? Ủa chứ sao? Tôi nói không phải khen nha, cái mặt bà như cục gạch vậy. Trời ơi, nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao vậy superstar? Cái mặt người ta khả tú khả ái vậy thôi chứ. Thôi vậy hả mà bà khả ái hả? Ừ. Cái mặt bà là mặt khả ố á. Ê! Nên tôi mới phát hiện dùng son Trung Quốc phải không? Trời ơi nó chảy bợn đầy hai cái mép môi nè má. Trời ơi y như ăn sữa chua mà chưa có chùi vậy trời ơi. Cái này là son dưỡng. Dưỡng gì bà nội? Hả? Cái này nó là bợn nè, ke nè bà cố. Bà nằm xong mà ke nó đóng bợn hai bên mép bà. Trời ơi con mình nó ở vô dễ sợ. Bà nghĩ đi, từ ngày tôi cặp với bà bây giờ một tháng trời rồi có sao không? Trời ơi thì người ta cũng tính dữ lắm chứ bộ. Thiệt á mà không biết sao á, kỳ này em tính á, tính dữ lắm á mà sao cũng ế làm sao ta. Và hôm qua tôi làm một cái dấu liều là tôi mượn coi như là 40 triệu của cái con Tư Móc Khóe. Đó, bởi vì là tôi đưa cho bên cái trang là không nên tin.vn rồi. Tôi bài cho vụ đó chứ ai. Hay thì quá. Bây giờ là tôi đang đợi là cái kết quả của nó đây. Cuộc đời thì không cuối cùng đi về ở chung với Hà Mã. Ê Hà Mã nào? Ta mỹ nhân người cái gì điện thoại reo. Người ta gọi trả lời hả? Alo. Vâng, tôi chính là siêu sao ca nhạc trẻ Âu Dương Super Sôi đây. Bà Bảo, con điên nó chết rồi. Ê, có Bảo Bảo, Vanilla Bảo Bảo nữa. Có Vanilla Bảo Bảo ở đó. Tôi xin lỗi, chị gọi từ trang không để tin.vn không ạ? Dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ôi dạ sao ạ? Ủa chị lộn số hả? Ê. Ô con này nó cũng rảnh lắm nè, từ nãy giờ mà nó nói mà nó biết tên tao luôn mới ghê, mà nó nói nó lộn số nha mày. Cái con này mới rảnh nè. Cái con này mới rảnh là mày tự xưng mày cái tên mày nên người ta biết là phải rồi. À vậy hả? Mắc mớ gì người ta biết đâu. À gì nó nói, nó hỏi à, cái con quỷ mà cái con mà con quỷ vợ mày đâu? Cái tự nhiên cái tôi tưởng là hỏi bà, cái tôi nói bà chết rồi đó, bà hiểu không? Ê, trời ơi, nó nghe là vậy là tụi mình được nổi tiếng rồi đó, thấy chưa? Không dám ra ngoài nó nhận lộn người ta chứ không phải nó tưởng bà đó bà nội. Ôi đất ơi. Cái gì nói cái gì nè. Gọi, có người gọi. Số số. Chửi nó lộn số đó. Mày lộn số nữa hả mày? Dạ em xin lỗi chị, dạ em xin lỗi chị. Dạ chị bên trang không nên tin.vn ạ. Thôi ra coi ha. Em xin lỗi, dạ em xin lỗi. Tại hồi nãy có một cái đứa kia nó gọi nó khủng bố em bị hoang mang quá. Em xin lỗi chị. Dạ em là Âu Dương Super Sôi đây gì? Dạ. Vanilla Bảo Bảo. Dạ có cái con cái gì? Vanilla Bảo Bảo. Vanilla Bảo Bảo. Cái tên nó khó đọc quá chị. Cái con Bảo Bảo nó có ở đây. Dạ. Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Dạ sao ạ? Trời ơi! Công sức tiền của bao nhiêu lâu nay gom vô chỗ này, rồi bây giờ người ta không nhận. Mày điên hả? Nó nhận rồi. Nó kêu tụi mình thay đồ tới tòa soạn điện làm hỏng vấn. Nó mày rảnh lắm à. Trời ơi, nó chịu nhận rồi tự nhiên sao mày khóc chứ làm nó khóc theo vậy? Tại tao buồn quá, tao xúc động. Cuộc đời tao lần đầu tiên có người chịu nhận phát bài hát của tao. Có nghĩa là người ta chấp nhận để nhận cái tiền đút lót của mình phải không? Bây giờ biết phải làm gì không? Tổ chức ngay thật rình rang, fan club đông nghẹt luôn. Không. Làm gì không? Làm gì? Thay đồ. Super Sôi Bảo Bảo, Super Sôi Bảo Bảo. Trời đất ơi, thôi khoan dừng lại. Trời ơi mấy cưng làm sao giờ sáng ăn sáng chưa vậy? Trời ơi có đàn ông con trai còn đồ độc cơ bắp dạm dở con chuột như con chồn mà la một cái tiếng la mà tao biết yếu sinh lý rồi. Trời đất ơi coi kìa, cái thây thì bự nhất lửa, cái con gấu nhỏ nhất cầm trên tay. Tao nói có cái cách nào mà làm cho cưng ngầu hơn được một chút không? Ngầu à? Trời ơi, thần tượng tới rồi mấy cưng ơi, la to lên cho cha Super Sôi. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đứa nào đó. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, kéo vô, kéo vô. Ở đâu ra vậy? Rồi. Trời ơi, kéo nó vô trời ơi. Bảo Bảo cho mình rồi đó. Bảo Bảo. Tiếp tục la con. Trời ơi, mới đây luyện thanh tốt ghê. Anh bà nội mày tao chửi đó. Ủa mắc nói gì chửi? Ủa tao trả tiền mà sao tụi bay la tên có mình đứa Bảo Bảo không vậy, còn tên Super Sôi tao đâu? Mấy cưng là Super Sôi đi mấy cưng. Super Sôi Bảo Bảo, Super Sôi. Super Sôi Bảo Bảo, Super Sôi Bảo Bảo, Super Sôi Bảo Bảo. Kiếm đâu ra con động vật nguy hiểm này vậy? Đâu mà nó sống tới nó phóng tới nó muốn cào tôi ra vậy? Thần tượng lắm. Ê, thần tượng thiệt nè. Thần tượng lắm, không có mướn đâu. Thiệt. Ủa nó tình nguyện viên hả? Ừ. Thích thiệt đó. Bà hay quá ha. Hả tao kêu bà dàn dựng á, xong rồi bà tặng bà làm ơn bà đổi cái con gấu đi, cái con quỷ này nè. Nó cứ tặng 8 lần rồi, tao nó thúi gấu luôn, chứ được khán giả nó nhận ra nó luôn rồi đó. Lựa cái con gấu mới đi. Tôi đã nói với bà rồi, quản lý rồi. Tôi là ca sĩ tôi ăn bận còn chưa nổi bằng bà nữa mà coi bà chơi một về hộp hà. Ê nè nãy giờ chế nhìn mấy cưng rồi đó nha. Chế có danh có tính nha, có tên có tuổi nha. Ngoại hình với diễm lệ như vậy chế cũng phải có một cái tên xứng tầm. Giờ chế đổi đời rồi, chế đổi nghề danh rồi. Tên gì? Mộc Khuê Tứ. Mộc Khuê Tứ là cái gì hả ngoại? Mộc Khuê là móc khóe ba. Trời đất ơi, trời cái tên hay quá vậy. Ê quản lý này được nha. Quản lý tao á. Trời ơi, chế nói với cưng chế lo cho nó từ bộ đồ chế lo đi đó nha. Được không, được không? Cưng á, cưng giải trí cho công chúng mà cưng không có biết gì cho công chúng gì hết. Ngần này màu mà cưng không có xứng tầm bán kẹo kéo cưng. Chết cha vậy sao vậy? Chế thêm màu cho cưng. À vậy hả? Đó. Lễ trao khăn. Đó chế phong tước vậy nè. Đó thấy không? Tao nói người ta có trai đẹp bị trục xuất, mình có trai đẹp được trục vớt. Quay vòng chế coi. Hay quá trời. Quay nữa chế coi rồi giữ lại cho chế coi. Đó đó đó. Đó được rồi đó. Không tắt thở. Ngọt. Trời nhìn hay ghê lắm cưng á. Bà ngoại vừa phải thôi. Bà để tôi tự vấn đi, bà ra bà siết cổ cho tôi chết cũng đi, bữa nay tôi ký hợp đồng bà nội nha. Thêm miếng màu vô. Thôi. Để tôi tự làm ra để cho nó cắt lại. Rồi xong. Mày muốn... đi. Má ơi, phấn nó chảy luôn rồi. Trời đất ơi, sao may quỷ này nó chưa tới nữa trời ơi. Nói là đi ra. Quỷ này vô đã dặn rồi mà, phải để em chịu trước. Chào chị. Hai đứa. Dạ. Hai đứa tới trễ thì đừng có gây gỗ. Chị còn đang rất là bực mình nha. Gây một tiếng nữa tao nhào vô, tao phóng vô một cái, tao tán từng thằng một, nghe chưa? Nghe chưa? Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh. Cái con quỷ này nó lâu, nó chuẩn bị lâu. Em nổi điên với nó không à. Chờ nhau mấy giờ? 3 giờ. Dạ. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ. Nghĩ sao mà hẹn 3 giờ mà bây giờ 6 giờ mới tới? Ủa hai đứa em chưa là ngôi sao mà. Hai đứa bay mà ngôi sao là ai chịu nổi hai đứa bay nữa. Dạ. Tại con quỷ này nè, con quỷ Vanilla nè, trời ơi nó xin lỗi chị, nó gắn cặp Long Nguyên nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi em ơi, em trang điểm cái gì mà thấy ghê vậy cưng? Em xin lỗi chị, tại vì em cũng không muốn gì đâu. Mà nãy giờ xin lỗi chị, em cãi lộn với cái con uống tóc ở trong xóm em muốn khang tiếng luôn nè chị. Sao vậy? Chị tưởng tượng đi, con mắt em nó thiếu ngủ, nó sụp, em kêu nó ráng dán lông nheo sao cho rảnh ngược lên cho thấy con mắt nó to đẹp. Mà chị tưởng tượng đi, cái lông mi người ta nó cong như vậy, mà con quỷ đó không hiểu sao mà nó dán ngược, nó móc ngược vô con mắt em như vậy nè. Nó cho vừa. Chị tưởng tượng coi em chịu nổi không? Em chịu lộn với nó nãy giờ 4 tiếng đồng hồ mới tới trễ là gì con quỷ đó đó. Trời ơi trời. Quá vậy bây giờ cái con mắt nó không chịu ngủ mà nó sưng bụp lên, giờ nó còn như hai đường chỉ ngang, ta dán kiểu gì thì nó phải móc ngược vô thôi. Thôi bỏ qua cái lông mi lông mày vậy của tụi em đi nghe không, mà rút kinh nghiệm mai mốt không có được vậy nữa nghe chưa. Dạ. Trời ơi chị chờ mà bây giờ mặt chị chảy luôn rồi nè thấy không? Em xin lỗi em lại chị luôn á, em lại chị luôn á. Trời đất ơi. Thôi đi ra đi, chưa chết mà lại gì mà lại. Không phải em sợ nè chị, bây giờ em hỏi chị nè, bây giờ là cái vụ mà cái xin lỗi. Trời đất ơi con bị em bực mình nó ghê, chỉ có nó ăn bận em chịu không nổi mà nãy giờ nó quất vào trong mặt em bao nhiêu lần rồi. Hai đứa đừng gây lộn với nhau nữa, chị mệt mỏi hai đứa quá rồi. Dạ. Giờ sao nói? Cái bài cái bữa bài là bên sếp chị chịu nhận cái bài của tụi em là phải không? Ủa, tụi em gửi chị cái bài gì ta? Dạ. Cái bài mày để tao đi. Cái gì vậy? Để nói cái bài. Tao không vô tao tán từng thằng một nha. Nha. Dạ. Gây hoài. Phải tại vì cái bài đó là đáng lẽ là của em. Nó dành hoài để em nói. Nhưng em làm nhạc chị, em làm nhạc. Cái bài đó sáng tác riêng cho em. Cái bài đó em phối đó chị. Số phận của em phối là. Nhưng mà cái mày hả? Chị bình tĩnh chị. Hả? Tao nói là sao? Nói sao? Đừng gây nữa, nhức đầu nghe. Bây giờ em nói. Bây giờ ra bọn tụi tì đi nào. Mày ra cái búa đi. Tao ra cái búa, mày ra cái gì? Tao ra cái búa rồi tao ra cái kéo cho. Phải không? Mày nói nha. Hứa nha. Rồi 2, 3. Rồi tao nói. Em đã thắng. Tao chưa thấy ai ngu như mày, tao chưa thấy ai ngu như mày. Kêu ra cái búa, giờ nó chơi nó hại em mà. Kệ đi, chị. Nói nè. Cái bài bữa em gửi cho chị đó, cái bài mà khi nào em mới chịu hạ sanh á. Dạ bài đó sáng tác cho em. Dạ khi nào em mới chịu hạ sanh. Dạ. À, cái bài đó đó hả? Dạ. Sếp chị nhận rồi. Hay quá. Trời ơi, mừng quá chị ơi. Em bữa em có gửi qua tới 40 triệu lần hả chị? Dạ. Chị biết, thì chính vì cái 40 triệu đó mà sếp chị nhận nó cưng. Chị này chị ráng đưa tụi em vô được bình chọn, đưa lên bảng xếp hạng. Nói nào ngay, chị nghe thử cái bài đó rồi. Dạ, nghe sao đấy sao chị? Hay không chị? Sao chị? Cái cười là thích à, cười là thích, cười là thấy khoái làm ra quá để chị nói. Sao vậy? Trời ơi, đó không phải nghe tụi em. Dạ. Còn cái bài đó nghe nó thấy ghê lắm mày. Trời ơi, nó dở, dễ sợ lắm mày. Trời ơi, tao nghe mà tôi nổi da gà, từng trặp đúng không? Nổi da gà không phải là nó hay, nó thấy ghê quá. Rồi tao không ngờ á, cái giọng hát khủng khiếp như vậy luôn á. Biết không, hôm bữa chị mở cái bài đó vô. Ở nhà chị đó, chị đang mở cái bài đó kia vô chị tắm. Ở ngoài này con chó của chị á, nó nghe làm sao mà nó như nó nổi điên lên em. Giống như là kích thích quá. Trời, cái bài của tụi bay nó kỳ lắm, tao đâu có dám nghe nữa, tao tắt liền. Em chỉ đọc rap thôi đó, là nó hát hết đó. Dạ không, nhưng mà tụi ê, cái giọng rap của mày lạ nha. Em rap đó chị. Đó đó, cái giọng rap mày lạ. Ê, khi nào em mà khi nào em đó đó đó. Nhưng mà cái đoạn tao thích. Cái đoạn rap nó tao thích. Tại vì tao không nghe được cái gì hết. Đó. Thấy chưa mà chị nghe em hát đúng không? Dạ. Tao nghe mày thì hát rõ chữ. Dạ đúng rồi chị. Nói chung ca sĩ là phải hát rõ chữ. Dạ đúng. Mà bừa bị cái là cái giọng của mày rất là dở thôi. Hiểu không? Phát âm thì được mà cái giọng dở thôi. Nói chung là hai em phải cố gắng hơn nhiều nữa thì mới thành ngôi sao được. Nhưng mà bây giờ chị cho nó vô bảng xếp hạng đi. Dạ chị cho vô bảng xếp hạng cái chương trình gì mà cái chương trình mà của cái đài của chị. Đây nè. Dạ nè. Quyền lực nằm trong tay chị. Hay quá. Em đừng nghĩ là cái đại diện cho quyền lực rồi. Thấy không? Em đặt vị trí vô đúng chỗ. Đúng rồi. Bây giờ hai em cứ yên tâm. Đặt cái bài đó vô một cái chương trình rất là hoành tráng. Vượt qua mặc cảm. Trên chương trình nghe lạ chị. Chương trình này sao giống viết cho tụi em, riêng cho tụi em đó đó. Đúng rồi đó em. Chương trình này mình phát vô giờ nào vậy chị? Giờ vàng á cưng. Giờ vàng quá trời vàng. Hỏi em thương chị chỗ đó. Giờ vàng là thẳng mấy giờ chị? 3 giờ sáng. Ủa giờ đó ai nghe mà vàng chị? Mày điên rồi. Giờ vàng dành cho mấy đứa mặc cảm đó, bị trầm cảm đó, hiểu không? Chỉ có mấy đứa trầm cảm nó mới thức tới giờ đó thôi. Ủa là cô nghĩ là cái nhạc của tụi em phải là phải hướng đến cái khán giả không bình thường đó hả chị? Tụi em giật dậy tinh thần tụi nó. Hay quá, trời ơi, em mê quá chị ơi. Đúng rồi, bởi vậy em nói là ngày xưa mà khi người ta tư vấn là đúng chị. Phát là phát trên cái trang mà không nên tin.vn của chị là em thích quá. Chị bây giờ mà nó nghe nè, bây giờ em đưa tới 40 triệu lên mà phát 3 giờ sáng sợ trễ quá ta nghe không được. Giờ chị cho sớm hơn xíu được không? Em muốn mấy giờ? Rồi ráng nhích cho em tí đi, giờ ba phát khoảng 5 giờ sáng đi. Mày điên hả? 3 giờ sáng này còn không chịu, mình đi chịu 5 giờ sáng. 3 giờ sáng nó trễ chứ 5 giờ sáng nó lại sớm nha. 5 giờ sáng ta thức dậy ta đi làm việc mà ta nghe nhiều quá. À ý nó là sớm là sáng sớm đó chị. Dạ. Nhưng mà không được, cái giờ đó là mấy đứa trầm cảm nó đi ngủ hết rồi. Người bình thường thì người ta đâu có nghe, mấy người đi làm là những người tỉnh táo, người ta không bao giờ nghe nhạc của tụi em. Ủa dạ chị à, sao kỳ ta. Thì quá nghe chị đi, đừng có bàn ra. Chị là người chuyên nghiệp, chị nói là phải nghe. Yên tâm đi. Một người mình chọn thôi, tụi em cũng đoạt giải nữa. Trời sao ghê vậy? Ủa sao vậy, cái chương trình gì kia? Tại vì mấy đứa trầm cảm nó đâu có thời gian đâu, nó không thể nào mà nó bình chọn cho tụi bay được. Cho nên tụi bay chỉ cần lấy cái máy tụi bay ra tụi mình bình chọn là tụi bay có giải rồi. Trời hay vậy luôn hả? Bây giờ nó quyền diệu dữ vậy. Quyền diệu, cái quyền lực. Còn cái giải thưởng bây giờ nó hay quá. Nha. Hay quá chị ơi. Thôi bây giờ vậy đi, mình làm chưa? Nãy giờ nói tào lao quá. Làm đi, làm vô phỏng vấn. Ok, bây giờ mình làm cái talk show. MC là chị luôn hả? Chị làm MC, chị có quyền không? Chị đẹp quá mà. Chị tên gì để em xưng hô cho nó đúng. À trời, làm gì chị bao lâu nay mà không biết tên chị hả? Thật là sơ sót quá. Cứ gọi chị là Jennifer Bartimer hả chị? Cái tên gì kỳ vậy? Trời ơi, tao muốn phóng thư tán mặt mày nữa rồi. Chị nói cái tên gì em nghe rõ. Mày dốt, mày nín đi. Mày dốt, mày đừng có nói để chọc chị giận gì. Để bé này nói, để bé này nó chắc vẻ nó giỏi tiếng Anh. Chị á là Trang Phở, hiểu không? Trang Phở là người đọc tiếng Anh thì nó bước lượt dấu đi là Trang Phơ, đúng không chị? Tao phóng cái này vô trong mặt mày với ở đâu mà Trang Phở. Bà nó như chị cũng đòi phóng vô trong mặt mày kìa. Nè nghe kỹ là chị Jennifer. Trời ơi, tao xịt keo rồi nha. Cái gì vậy nè trời. Xin lỗi. Trời đất ơi, nó phóng tôi chảy rồi mà nó còn phun nước vô nữa. Chị thì nó sao chị? Bỏ qua cái tên, chị tự xưng hô đi, đừng bắt tụi em kêu nha, chị tự xưng hô. Rồi, vậy nè, bây giờ mình vô nha. Jennifer xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vượt Qua Mặc Cảm. Hôm nay Jennifer mời được 2 ngôi sao rất là đình đám của showbiz đến đây để giao lưu cùng chúng ta. Hai em có thể chào quý vị khán giả không? Dạ, chúng em nói cho đều á, nói cho cái đều 1, 2, 3 đi. 2, 3. Dạ chúng tôi chúng tôi, chúng em là cho nó thân thiện. Chúng tôi là chúng không, chúng em đi lại, chúng là chúng tôi. Nhanh thí dụ như là mày cái người nhỏ hơn mày câu chứ mày em. Bây giờ thì chúng tôi rồi, vậy chúng tôi đi. Dạ 2 3 dạ chúng em. Mày rảnh quá hả? Tao bị liệu theo mày đó. Chị vô đại đi chị chứ. Rồi thôi bỏ đi. Khoan bỏ cái chào đi nha. Chúc tập lại đi rồi chào sau nha. Dạ em là Âu Dương Super Soy xin kính chào quý vị khán giả. Dạ còn em là Vanilla Bảo xin kính chào quý vị khán giả. Hai em có thể cho chị biết cảm xúc của tụi em như thế nào khi mà gặp khán giả ở đây không? Em thấy vui. Em là quá vui là tôi nói từ mỗi đứa nói một câu đi. Từ từ mấy đứa ơi. Dạ nôn tại vì phỏng vấn nôn lắm. Dạ em cũng biết nói gì nữa. Cho chị hỏi là hai đứa vô nghề cũng đã lâu rồi. Dạ. Có những kỷ niệm nào vui hay là buồn gì đó kể cho khán giả nghe được không? Trời ơi, kỷ niệm của em nhiều lắm. Trời ơi, đi hát quá trời mà. Em kể gì nghe. Hôm bữa con số đám ma. Em hát quá trời xong cái cuối giờ chủ nhà quát em vô nói khen em quá trời chị. Trời ơi. Dạ. Chủ nhà nói trời ơi em hay giỏi quá, em đẹp quá, em thấy thương quá. Trời ơi rồi bây giờ đám nhà chị là em hát hay vậy đó. Rồi mai mốt tới đám em ai hát được vậy? Trời ơi sao em có duyên dữ vậy? Duyên chị. Dạ. Tính năng nhỏ này nó đi trước được tương lai, nó biết là thế nào này hát kiểu này cũng có ngày bị ta đánh chết nè. Thôi được rồi, còn em. Dạ thì kỷ niệm em thì nhiều lắm. Bị em bán keo kéo mà. Thôi bây giờ vậy nè, dạ. Thời lượng chương trình cũng không có nhiều đó. Nó chỉ có mấy phút thôi, dạ. Cho nên hai em chào khán giả. Chúng tôi nha, chắc tôi nha. Rồi. Chúng tôi. Nó nghe nè, hai đứa đều giùm chị xíu được không? Dạ lại chúng tôi. Nói một cái câu ao thôi, đúng một cái câu ao tao 2 3 là vô nha. Rồi. 2 3. Xin tôi chào tạm biệt. Mày nó qua tao nói là chào tạm biệt cho tao phải hẹn gặp lại, phải gặp lại cho nó một lần. Cắt máy hết. Rồi xong rồi hai em về đi, về. Ủa xong rồi hả chị? Chương trình xong rồi đó hai đứa. Chị, dạ. Cái đoạn nào mà nãy giờ tụi em gây lộn á, chị về chị cắt giùm em, chị sửa cái hình này cho nó lịch sự xíu. Cho cái hình này o bé tụi em cho đẹp. Yên tâm đi, tụi em lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Dạ, cái hình nãy giờ lên hình đẹp không? Đơn giản là tại chị không có thu hình. Chị phát thanh mà cho nên thu âm thôi à. Tụi em nãy giờ khi em chân diện lên là để con điên này nó làm mặt 4 tiếng lần hả chị? Dạ em có làm. Chị đâu có kêu tụi em làm mặt đâu. Em sắm bộ đồ này cũng mắc lắm đó. Chị cũng đâu có kêu tụi em mặc đồ đẹp đâu. Ủa nãy giờ là thu âm không hả? Thu âm thôi chứ không có thu hình. Được chưa? Về. Còn có vụ mà show chị nói chị mời tụi em đi hát á. Ủa? Có show. Dạ bây giờ mình vào cái chuyện ngoài luồng. Nè bây giờ cái show này á là hoành tráng lắm nè. Sân khấu đẹp không chị? 6.000 chỗ. Mà lép 10 mấy mét. Chị gọi xin lỗi. Nó cứ nãy giờ nó quất cái này vô mặt em hoài. Xin lỗi. Mà khán giả 6.000 chỗ mà họ có sung không? Sung lắm em ơi. Em chưa ra gào thét kêu tên em rồi. Em mà bước ra một cái là nhảy lên sân khấu luôn vậy đó, trộn máu lửa lắm. Trời ơi tao chết rồi, hát 6.000 người mà sung cỡ đó chắc tôi chết. Cái chương trình này chương trình lớn lắm không chị? Lớn lắm em ơi. Dạ. Thì cho em hỏi chương trình tên gì? Tiếng hát trị liệu. Chương trình nghe cũng mới hả chị ha? Dạ, cái chương trình này nghe cũng tâm lý quá ha. Dạ. Chứ sao em? Mình hát ở đâu? Mình hát ở đâu chị? Bệnh viện tâm thần. Mấy người ta bị trầm cảm á em. Dạ. Thì mình mang tiếng hát tới mình vực dậy tinh thần cho người ta. Tụi em là hát bệnh viện tâm thần thiệt á. Đúng rồi. Vậy thử 6 người mà quơ. Ôi quay em. Chắc em vui lắm à. Trời ơi không đâu em ơi, sụn dữ lắm mấy người đó coi vậy biển biết thưởng thức lắm á nha. Kệ, bây giờ nó nghe là thôi bỏ qua đi cũng được đi. Nó show là vui. Thôi bây giờ tụi em lấy rẻ thôi. Dạ. Nếu mà lỡ em tưởng là show lớn chứ nếu mà bệnh viện thôi em lấy rẻ chị 2.000. Dạ. Nhiêu? 2. Thôi ngàn thôi cũng được, ngàn. Dạ thôi ngàn đi chị. Dạ. Ngàn sao đủ tụi em ăn kem mà sao tụi em lấy cái gì kỳ cục vậy? 2.000. Đâu có ngàn cũng dư mà chị, ngàn 20 triệu á, 2.000 đô, $1.000. Dạ, $1.000. $1.000 thì đó. Dạ. Chị có làm khách sạn tụi em không? Ở 5 sao được không vậy? Dạ, chị chỉ mướn cho. Cái gì? Dạ 4 sao cũng được, 4 sao cũng được. Dạ. Sao? Dạ. Thôi thiệt 3 đi, thiệt 3 sao cũng được. Dạ. Em ơi hát bên quận 8 mà cũng mướn khách sạn cho tụi em nữa hả em? Ủa hát quận 8 mà. Ừ. Em tưởng đi tỉnh. Dạ, thôi hát quận 8 cho em cái xe 16 chỗ em có vũ đòn. Dạ đúng rồi. Hả? Chị thôi giờ mấy cho cái xe ba gác cũng được. Dạ khỏi chị vậy. Ba gác tụi em bao nguyên chiếc dạ, xe riêng của tụi em rồi. Không ấy tại vì hát ở trong chỗ đó đó chị mướn giùm em 16 người vệ sĩ đưa tụi em vô được rồi. Chứ trong đó tụi em không có an tâm. Dạ. Trời ơi em ơi, cái này là một cái chương trình từ thiện. Ca sĩ ngôi sao thật sự người ta đó, người ta cũng tự lo tự túc hết. Em hiểu không? Còn hai em là cái gì mà bắt chị phải lo cho em. Từ thiện là từ trong tâm mình phát ra, có nghĩa là không có tiền. Nhưng mà tại chị thấy tụi em dễ thương cho nên còn có tiền. Bồi dưỡng thì son phấn rồi dạ, xăng cọ cho tụi em. Dạ 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 được rồi đấy. 350. Từ 1.000 xuống 350 là còn nhiêu ta? 350 nhân 7 triệu hả? Nó bớt mình 19 triệu mấy đó. 350 là 50 lẻ đó đó là chị tính cái tiền lông mi của em là tại chị thấy em cực quá đi, em gắn 4 cặp mi, em hiểu dạ, không? Dạ. Chị bo em thêm 50 á. Dạ. Ủa này không có tiền. Không có tiền 300. Ủa nghĩ sao sáng giờ em quấn này không em cũng nóng, em nóng rồi nha. Em là em bực lắm em cực. Mà chị lấy 40 triệu của em mà dạ, cái tiền mồ hôi nước mắt em để dành em bán cho kẻ bao nhiêu năm. Giờ chị muốn sao? Chị tưởng tượng đi, em sắm một bộ đồ trắng này tới 120.000 lận đó. Mà em đứng em đi xe từ chỗ nhà em tới đây nãy giờ từ màu trắng nó thành màu kem luôn, chị thấy không? Tội nghiệp của em quá mà. Nè nè hai đứa ơi, hai đứa phải nghe chị nói. Hai đứa đó không thể nào làm ca sĩ ngôi sao được. Ca sĩ ngôi sao người ta phải có tư cách, em hiểu không? Còn hai em là không có tư cách thì làm sao làm ngôi sao được. Em tưởng hai em là ai? Chị rất là bực mình hai đứa. Đi về. Đi về đi. Không có show sĩ gì hết á. Cái show là show từ thiện. Ca sĩ ngôi sao người ta cũng hát bằng cái tâm người ta. Người ta không lấy tiền. Còn hai đứa bay hả? Đòi lấy tiền hả? 1.000 đô, 2.000 đô ở khách sạn 5 sao hả? Ở đâu ra? Về. Cưng ơi, mấy ảnh ra tới nơi rồi kìa. Con điên này sao nó dư hơi quá ha, có ai mà giữ nó nhà nó trả tiền nha, thằng này giữ nó nè. Trời ơi sao rồi, sao làm sao mấy ngàn trời ơi nó có 9.000 chứ trời. Mấy ngàn cái gì, nó mời đi hát từ thiện má ơi. Từ thiện là sao má? Nó kêu tao hát bệnh viện tâm thần á. Trời quê nhỏ này nè. Tao không có tiền. Mấy chục triệu có chế. Mấy chục triệu đó chế làm móng cho cả cái thành phố này, kể cả móng người lẫn móng chó mèo lẫn móng bò heo đó cưng. Quên ha. Còn vụ tiền tôi mượn mà mấy chục triệu nó quên gì đó. Sao cưng? Bây giờ vậy đi, mấy bà cho tôi luôn đi. Thì khi nào tôi có tiền tôi trả bà. Cho tiền hả cưng? Ừ. Cho đi còn suy nghĩ gì, cho. Nhốt cái này giùm anh em. Cho đi. Nhốt vô. Rồi tiền của mấy đứa nhỏ. À. Tiền đi giặt mấy con gấu này của chế. Làm từ thiện luôn đi mấy em. Bữa nay sao từ thiện mà. Phan Phan à. Nãy giờ chế đứng trên mỏi chân, chế sửa soạn cho mấy cưng, chế đứng trên mỏi chân lắm. À vậy hả? Cho chế nghỉ. Đúng rồi, giờ xong rồi nghỉ đi. Nghỉ đi. Mình từ thiện với nhau mà. Mấy bé. Nghe chế dặn nè. Mấy anh dặn hôm nay là diễn từ thiện, mình cũng đi từ thiện. Các em. Quên đi cho chị. Dễ sợ vậy. Thôi là tôi trốn kịp. Rồi coi. Anh chạy đi. Anh hãy chạy đi. Đó con điên sao vậy? Sao? Trời ơi mấy con quỷ quýnh gì đâu mà dữ vậy nè trời ạ. Chạy đâu dữ rồi trời. Ê trời ơi, mấy đứa này nó chạy mà đúng luật giao thông dữ ha. Đi đường một bên vậy hà. Trời đất ơi. Ủa nó chạy đi đâu nữa rồi đợi. Cho dừa. Coi như đám đồng tiền chế bỏ ra đi. Cúng cô hồn sớm đi. Trời ơi, không có văn hóa đòi làm ngôi sao sao? Sao chủ thường tượng em? Trời ơi, ở đâu sẵn quá vậy?